Đây mọi người, đây là bé Alaska nhé. Mọi người cứ hay hỏi em là cách phân biệt giữa Alaska và Husky ấy. Thì đây Alaska đây đó, mọi người thấy không, phơm to, tướng to, lông dài, còn cứa Husky ngắm đó, nhìn mặt lại khác bọt liền đó, mắt xanh đó, cứ ngáo ngáo. Phơm thì nó sẽ nhỏ hơn Alaska nhé mọi người. Nè Husky nè, nè Alaska nè, Alaska nè, Alaska hồng phấn nhé. Alaska thì nó có 5-6 màu luôn mọi người, màu trắng, màu đen, màu hồng phấn, màu nâu đỏ, màu xám. Đấy, có lâu lâu có màu phấn đào nữa. Đấy, mọi người thích dòng nào thì cứ comment bên dưới, mình có hết nha. Golden. Đây là bé Corgi lông dài, tiểu hí. Ủa, siêu to khổng lồ luôn nha. Này, hoàng rất là to. Còn bé Golden là 60kg của mình này. Mọi người thích dòng nào mình quay dòng đó cho mọi người xem nha.